Chào anh Chiến nhé. Hôm nay rất vui vì được quay trở lại cái kênh YouTube của anh. Hôm nay anh Chiến cảm thấy thế nào? Hôm nay thời tiết đẹp, buổi sáng thì nhìn thấy có vẻ là mưa, nhưng mà mưa lại là đem lại những cái điều tuyệt vời nhất. Hôm nay cũng là 16 âm, có khi anh em mình lại có khách hàng đấy, khách hàng chốt đấy. Dạ vâng, nói đến câu chuyện khách hàng thì rõ ràng câu chuyện là câu chuyện đầu tư thì cái vấn đề thông tin đó là cái vấn đề liên quan đến sát sườn nhất với những cái việc ra quyết định của các nhà đầu tư. Thì trong một vài ngày gần đây thì em có nhận được một vài những cái thông tin từ phía khách hàng có đặt lại câu hỏi cho em, và không chỉ là một mà sẽ có là rất nhiều khách hàng là có điện thoại hoặc là nhắn tin cho em hỏi về cái việc là những cái thông tin mà trên các báo mạng, trên các kênh thông tin gọi là phi chính thức hiện nay đang truyền thông, thì và những thông tin này liên quan trực tiếp đến cái việc là sản phẩm và dự án chúng ta đang phân phối. Vậy thì anh Chiến đánh giá như thế nào về những cái tác động từ những cái thông tin này ạ? Anh thì nghĩ rằng là anh cũng gặp được khách hàng mua này, khách hàng đang tìm hiểu, cũng nhiều người inbox. Thế nhưng mà anh thấy như này nhá, anh em mình là chia sẻ là cái đấy họ được quyền tiếp cận, mà thông tin 4.0 được quyền tiếp cận. Nhưng anh vẫn nhắc lại là một câu chuyện giống như ngày xưa Ocean Mark 2 đúng không? Khi chưa chuẩn bị mở bán, sức nóng thị trường, thì là có cái ngày cuối năm 2021 ấy. Tức là mọi người nhà đầu tư, cái thông tin nó chưa minh bạch, mọi người đi theo những cái đấy, cái quảng cáo. Thế rồi là đến ngày 16 tháng 3, chủ đầu tư cũng có những cái văn bản chính thống, mà anh thấy là chủ đầu tư luôn đứng về phía khách hàng. Cái nữa là bây giờ là anh thấy như này nè, mình sẽ chia ra hai nhóm khách hàng. Một là nhóm khách hàng là đang tìm hiểu, thì họ nhiều cái thông tin đúng không? Một là nhóm khách hàng fan đã mua rồi. Thì em thấy hai cái đối tượng khách hàng nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng anh vẫn nhất một quan điểm là gì? Chúng ta phải đi từ thông tin chính thống. Chẳng hạn nhé, thật ra thì cũng chia sẻ sâu hơn là khách hàng được quyền tiếp cận, và mình cũng phải có quyền, mình cũng phải update cho khách hàng. Thật ra cái đấy là điều đương nhiên thôi, mình là bán sản phẩm đúng không? Mình update những cái vấn đề là chính sách bán hàng này, chính sách đòn bẩy tài chính này, đúng không? Các thứ mình tư vấn cho khách hàng, thì không có nghĩa lý gì khách hàng hỏi những điều đấy mà mình không làm chủ thông tin. Mình lại không làm chủ thông tin được mình ấy, thì anh nhìn thấy cái bình diện thì nhìn chung ấy, thì là chúng ta phải nghe những cái những thông tin từ báo đài chính thống. Hai nữa là thật ra là ví dụ như anh nói là mình có thể nhìn nhận là anh em mình bán những sản phẩm là đẳng cấp đúng không, thì ở đâu đó một quốc gia thì anh cũng nhìn nhận như là quốc gia cần những cái thương hiệu mang tầm quốc gia, mà nhắc đến cái bình diện quốc tế thì người ta nhớ ngay quốc gia là có những cái gì đại diện đúng không? Chẳng hạn như là Thái Lan thì gạo này đúng không? Mỹ đúng không? Họ cũng có Boeing này, có Elon Musk này đúng không? Có Apple đúng không? Singapore thì cũng có những của tập đoàn quản lý tài chính mà rất là tốt đúng không? Thì họ mỗi quốc gia đều muốn một cái sản phẩm mang mình ra trên thế giới, và cái gì đó nó là những cú đấm thép. Thế thì thật ra là đến bây giờ thì mình nghĩ là cái sản phẩm Vin và tất cả những điều Vin đã làm trong bao nhiêu năm nay, thì anh nghĩ đó là những điều tuyệt vời cho những người sở hữu sản phẩm, hay là những người đứng trong hệ sinh thái, hay là lớn hẳn lên thì anh nghĩ là quốc gia dân tộc cần nhiều những người muốn hưng thịnh lên ấy, thì cần nhiều hơn những cái tập đoàn kinh tế lớn như thế. Được ạ. Em thấy là cái ý kiến của anh Chiến đưa ra nó rất phù hợp với những cái suy nghĩ và những cái tư tưởng của em. Vì rõ ràng hiện nay thì trong cái thời buổi mà 4.0 này thì các khách hàng, các nhà đầu tư để có rất là cái cách tiếp cận thông tin họ rất là đa dạng. Rồi. Từ các kênh YouTube, từ các kênh Facebook, hay từ những hội nhóm nữa. Và thực tế là em thấy là bây giờ là những cái thông tin mà nó tiếp cận với chúng ta ấy, là nó rất là đa chiều. Cái quan trọng nhất là chúng ta tiếp nhận cái thông tin đấy ở một cái vị thế nào, và chúng ta tiếp nhận nó, và chúng ta có những cái công cụ nào để chúng ta là kiểm soát cái thông tin mà chúng ta tiếp cận. Đó, và một cái điểm nữa em nghĩ là đối với cái thông tin mà trên báo mạng này cung cấp, thì các khách hàng đương nhiên là khi mà họ tìm hiểu một cái sản phẩm, một cái dự án, thì họ hoàn toàn là họ cái việc họ tiếp có nhận quyền thông, mà họ tiếp nhận đến thông tin đấy là cái quyền của họ. Yeah. Đấy, tuy nhiên thì với vai trò là người là đầu cầu kết nối, chúng ta là những người môi giới, chúng ta đưa những thông tin chính thống cho họ, những thông tin mà theo hướng là chính thống chính xác, kịp thời, những thông tin mà tính chất là chính xác và đúng là những thông tin mà có cái kiểm chứng. Chúng ta không đi theo những cái thông tin mà gọi là trôi nổi, những thông tin mà mang tính chất là giật gân giật tít. Câu like, câu view. Thì em với quan điểm của em thì em cũng nghĩ là
trong cái giai đoạn mà cái thông tin nó rất là hỗn loạn như thế này thì chúng ta cần phải cung cấp và chúng ta cần phải là kiểm chứng những cái thông tin thật là chất lượng trước khi đưa đến khách hàng đó. Thì bây giờ em cũng có một cái câu hỏi tiếp theo đó là với anh Chiến, đó là liệu là những cái thông tin mà nó mang tính chất là trôi nổi, những thông tin nó mang tính chất chung về mặt quan điểm thì em nghĩ đó là những thông tin hoàn toàn là không có cơ sở và cũng đã được là những cơ quan ngôn luận chính thống là đã khẳng định là thông tin đấy là thông tin mà không có cái độ chính xác cao đó. Thì nhưng tuy nhiên thì em nghĩ là phần nào đâu đó nó vẫn có những cái tác động đến tâm lý, nó vẫn tác động đến những cái thị trường, cái yếu tố để mà nhà đầu tư ra quyết định. Đúng vậy rồi. Thì theo anh Chiến là cái những cái tác động đấy nó đến với khách hàng là theo hướng như thế nào, và chúng ta cần trong giai đoạn này chúng ta cần làm gì để mà cung cấp cho khách hàng những cái dữ liệu hoặc là những cái nguồn liệu tốt nhất để khách hàng ra quyết định đầu tư. Thật ra là ở cái thị trường này thì ở trên cả thế giới cũng thế rồi em ạ. Anh thì anh không xem vào những đấy, anh ngay xem ấn vào tin những nào cái cuộc thi hoa hậu ấy là nó toàn dẫn vào cô gái đẹp hoặc những chiếc siêu xe. Thế thì nó cũng đem lại cho anh một cái niềm tin tốt. Hoặc là anh hay follow các bạn rất là trẻ, bạn trẻ bạn ấy đang học ở Vinuli, bạn ấy đang học ở những trường đại học danh tiếng, xong là bạn ấy đạt được học bổng. Cái đấy nó mình xem nó khác hai thế hệ mình nhiều lắm. Thế thì bây giờ quay ngược lại là cái thông tin để về bất động sản thì em thấy là lần đầu tiên, đúng không, rất là cởi mở, là gì, cái mua nhà được thanh toán qua ngân hàng các cái thứ, nó tức là em thấy là giao dịch về ví dụ Ocean Park 2 mình thấy mình có thể thanh khoản nốt căn về đêm, đúng không, lần đầu tiên, đúng không. Thế thì bây giờ là mình phải thay đổi là gì, nhìn cái thế giới 4.0 này nó đa chiều, chẳng hạn như cái thời mà thời chúng anh em mình cũng phải xem vừa rồi cái năm gần nhất này, xem gặp nhau cuối năm ấy, Ngọc Hoàng cũng nói rằng là tin rác, đúng không? Thế thì chúng ta phải lọc, mà lọc hơn nữa là cũng lọc là gặp những người môi giới, gặp những sàn uy tín, và cũng phát ngôn phải chính theo chính thống, theo chủ đầu tư, phát ngôn theo những cái điều cái cơ quan đại diện có thẩm quyền quản lý nhà nước. Chứ còn bây giờ cũng rất là nhiều bạn TikTok anh xem rất là đa dạng, đúng không, YouTube thì nhiều, và hội nhóm cũng đấy, cũng cuối cùng là ảnh hưởng đến chúng ta là ra quyết định, đúng không. Thì quay ngược lại thì anh vẫn thấy rằng là chúng ta được tìm quyền tiếp cận thông tin, nhưng chọn lọc thông tin này, tìm kiếm công ty này, tìm kiếm những cái điều mà bảo vệ cái tránh cái rủi ro cho chính đồng tiền của mình, đó là điều đương nhiên thôi, đúng không. Thế và sau đó nữa thì rõ ràng là cái điều mà tiếp cận này, sàng lọc này, và đến đúc kết và có một niềm tin ra quyết định cho mình thôi. Ở cái thị trường thế giới này, em thấy là không đến nói là đấy, nhưng mà em vừa nhìn nhé, Mỹ thì lạm phát cao này, chiến tranh Ukraine Nga này cũng dẫn nhiều điều phức tạp, nhưng nó gắn kết hết vào, và sau một cái đại dịch 2 năm vừa rồi nó gần đem lại cho nó nhiều cái thứ, và tất cả các quốc gia đều phải in tiền hoặc là đưa ra những giải pháp tài chính để cứu phục hồi nền kinh tế, phục hồi và phát triển, đúng không. Thì giữa cái đấy thì nó có nhiều cái kênh đầu tư mà trong quá trình dịch bệnh, trong quá trình đấy nó đã phát sinh, và đến bây giờ cái niềm tin của nhà đầu tư đấy nó có bị gọi là nó có theo cái trend, đúng không? Theo trend thì mình phải có thể là bắt trend theo hướng tích cực, vì trong số thống kê người ta đều nói là 80% tỷ phú sinh ra từ những cái thời khủng hoảng. Đúng rồi. Thì ví dụ như bây giờ anh cứ cho gọi là chưa phải là khủng hoảng thông tin hay là những điều mà anh em mình đang đối diện này, thì nó chưa thuận lắm, thì chúng ta phải biết nắm bắt thông tin, đúng không? Khai thác thông tin và vận dụng cái chính sách đầu tư cho chính mình. Ví dụ như anh thấy nhé, đến bây giờ anh thấy rằng là những nhà đầu tư mà họ nắm hàng đẹp, anh em mình thừa nhận không, họ nắm giữ hàng đẹp ấy, là họ cũng tìm hiểu rất lâu, đúng không, họ tìm hiểu rất lâu, thậm chí Ocean Park 2 là sức lén từ Tết, đúng không, đến vừa rồi họ chốt. Bây giờ anh em mình thừa nhận là có những khách hàng cầm rất hàng rất đẹp không, và thậm chí đến bây giờ chủ đầu tư ra dần hàng vẫn đẹp, hàng vẫn đấy, và từng ngày từng giờ anh em mình xuống dự án nó là sự đẹp lên trong hình thái vật chất, đúng không, đẹp lên cả ý nghĩa nhân văn cuộc sống, và đẹp lên cả cái số trong tài khoản, đúng không. Đấy nên là anh nghĩ là chúng ta lại vẫn phải tìm hiểu thì với Vin là cũng là công ty đại chúng, em thấy không? Vừa rồi là ví dụ VinFast ký hợp đồng 4 tỷ với các cái tổ chức sau thu xếp vốn bên nước ngoài, và hai tổ chức đều là danh giá danh tiếng, là chơi với ai, đúng không, như anh với em thế, ở hàng xóm bên cạnh, không, hàng xóm ví dụ ở Ngọc Trai chẳng hạn, thì toàn các cái giới thượng lưu, đúng không. Chúng ta nhìn thấy cái đứa trẻ đi ra đường giao tiếp nó đã khác rồi, đúng không. Thế thì bây giờ cũng thế, chúng ta tiệm cận những đường thông tin gì thì chúng ta tiệm cận với những sàn chính thống đi, những website của chủ đầu tư đi,
xoay quanh cái câu chuyện mà chúng ta cái cách tiếp cận của nguồn thông tin thì em có một cái câu chuyện mà muốn chia sẻ cho tất cả các bạn bạn đang xem kênh YouTube của anh. Đó là cái về cái việc là hiện nay chúng ta đang tiếp nhận những cái thông tin đa phần là trong một cái xu hướng gọi là chúng ta lướt lướt Facebook, lướt Zalo rồi lướt tất cả các trang mạng xã hội. Chúng ta không có khái niệm là đọc nữa, chúng ta là lướt. Vậy thì cái hiện nay cái thuật toán của các mạng xã hội hiện nay như Facebook hay là Zalo hay là các kênh YouTube khác, nó kéo traffic nhiều. Họ sẽ thuật toán của họ là sẽ ví khi chúng ta xem một cái bản tin nào đó, chúng ta dừng lại ở đó, chúng ta tập trung vào nó, thì cái thuật toán đấy mặc định là họ sẽ hiểu là ngầm là anh đang quan tâm đến cái nội dung này rồi đó, hay là nhiều. Và từ đó họ sẽ đưa ra những cái video đề xuất mà tương tự. Rồi. Đó. Thì có nghĩa là nếu chúng ta tiếp nhận với cái nguồn thông tin mà không chính thức, chúng ta tiếp nhận cái nguồn thông tin mà tiêu cực, thì liên tục là những cái giờ sau đó, những cái ngày sau đó áp vào là thuật toán của những cái trang mạng xã hội, họ sẽ tự đẩy những cái video mà có nội dung tương tự là đồng nhất với cái nội dung, ví dụ như là chúng ta tiếp nhận thông tin tiêu cực, thì những cái video có nội dung tiêu cực tương tự họ cũng sẽ được đề xuất cho chúng ta xem. Như vậy là có nghĩa là xung quanh chúng ta là toàn bộ là toàn những thông tin tiêu cực. Mà cái thông tin tiêu cực khi thông tin tiêu cực và thông tin không có kiểm chứng, thông tin nhảm, khi nó xuất hiện với chúng ta quá nhiều, tần suất liên tục, thì nó làm cho chúng ta có cảm giác là hoài nghi. Hoài nghi và không dám ra quyết định. Đúng ạ, và chúng ta sẽ không còn, lúc đấy chúng ta sẽ bị không còn có cái khả năng là đánh giá xem đây là thông tin tốt hay là đây là thông tin mà xấu, đây là thông tin mà đã được kiểm chứng hay là đây là thông tin không được kiểm chứng, bởi vì nó xuất hiện chúng ta liên tục mà. Đó là một cái tin, có anh em nói một cái câu nói, câu em đã nghe một câu nói rất là hay, đó là cái lời nói dối nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần và được nhiều người lặp đi lặp lại thì nó sẽ trở thành sự thật. Đó. Thật ra là anh thấy nhá, ví dụ như em trên mạng em thấy ở một lọc Hugo ấy nhỉ, livestream dạy và xây dựng thì là rất đông, nhưng mà thực tế trong cái cuộc thi Olympia chẳng hạn ấy thì lại rất ít người view đấy, đất nước. Đúng không? Anh cũng có xem một bạn ấy học ở trường Ipinuli, bạn rất là trẻ, bạn ấy lộ trình mà bạn ấy được cái học bổng 7 tỷ. Thì bạn ấy sang Cornell ở bên Mỹ học, và bạn ấy xong Cornell và rồi Covid bạn ấy về Vin, bạn ấy làm nhiều cái YouTube cái video về YouTube về Vin lắm, hay lắm, mình thấy hay. Nhưng bạn ấy bảo cái ước mơ của bạn ấy xây dựng được từ cái thời mà bạn ấy biết ông Obama là ai, thế xong bạn ấy hỏi bố mẹ bạn ấy xây dựng ước mơ của bạn từ đấy, bạn bảo bạn ấy sang Mỹ. Thế và ngày xưa anh có đọc cái cuốn là bạn ấy cũng phân tích cái là cuốn là em phải đến Mỹ học, đến Harvard học kinh tế. Em hiểu, đó là cuốn sách rất nổi tiếng. Thế nhưng mà về xem video bạn ấy mà bạn ấy còn bảo là cái cuốn ấy bây giờ đọc cũ rồi. Thế đợt đầu anh em phải thay đổi. Đấy thì câu chuyện này lại trở lại là các thế hệ các cháu và chuẩn bị chúng ta đang tư vấn bán những bất động sản triệu đô, anh nghĩ cũng vẫn là một cái niềm tin, ai là sàng lọc thông tin, và chúng ta phải gắn kết với những người mà gọi là tin chuẩn, không lại tin giác, khảo giá hoặc là chỉ tham gia với đội nhóm với tính chất hời hợt rồi là không chuyên sâu ấy, hoặc là thậm chí chúng ta em thấy là bây giờ thành công anh nghĩ là thành công của Ocean Park 2 đã rất tuyệt vời, đúng không? Với số lượng bán căn trong 3 tháng, chúng ta lại chuẩn bị cái mấy cái dự án mới theo thông tin của chủ đầu tư, đúng không? Thì em đây là chủ đầu tư đã phải bắt tay với các cơ quan quản lý nhà nước từ rất lâu rồi, đúng không? Người ta phải chuẩn bị những bộ não kiệt xuất, ví dụ như là Vin chuẩn bị làm là trước đã làm Vinalai, đúng không? Sau cái điều kiện kinh tế không thuận, hoặc là các chuyên gia kinh tế của tập đoàn họ đưa ra những lời tư vấn, đó là bác Vượng cũng đưa ra những cái lựa chọn sáng suốt, và cứ những cái gì đó anh nghĩ là đất nước anh vẫn yêu, và anh em mình phải cố gắng là làm sao đất nước cần nhiều tập đoàn kinh tế hùng mạnh như thế đấy. Thì đúng là, nhưng mà hùng mạnh như thế thì cũng được cần nhiều những người gọi là fan, những nhà tin yêu trung thành, chân thành và sẻ chia, đúng không? Chứ không em, phải em có một cái thông tin đó là cái văn hóa Hàn Quốc. Ngày xưa khi mà Samsung, khi mà LG hay là khi mà những công ty Hyundai, họ làm ra những cái sản phẩm họ ở giai đoạn sơ khai, thì người dân của họ, mặc dù là những sản phẩm của họ là không thể cạnh tranh với những cái hàng của Sony hay là những cái hàng của bên Nhật, đó, từ mẫu mã, từ chất lượng, chỉ hơn nhau một cái phần là nó là cái thương hiệu mà của người Hàn Quốc. Thì người Hàn Quốc họ biết là những cái sản phẩm đấy của họ là không thể cạnh tranh sòng phẳng với lại các sản phẩm của nước ngoài được. Tuy nhiên nó là cái thương hiệu của quốc gia và nó là cái tự tôn của dân tộc. Cho nên người dân người ta sử dụng với mang theo cái ý nghĩa là người ta không so sánh với cái công năng của cái này
hay cái kia hơn. Rồi. Họ sử dụng là họ sử dụng sản phẩm của nước, của quốc gia họ sản xuất. Rồi. Và họ sử dụng với cái niềm tự hào dân tộc. Đó. Thì chính từ những cái sự ủng hộ ban đầu như vậy thì các tập đoàn của Hàn Quốc mới có sự bứt phá. Đúng rồi. Bởi vì nào? Bởi vì ở đây em nói câu chuyện như anh đề xuất đến việc là VinAI. Thì đương nhiên là bây giờ một cái tập đoàn đang trong quá trình chuyển mình. Đó là ngày trước chúng ta biết đến VinGroup, đó là một cái tập đoàn về thuần về bất động sản đúng không ạ? Thì khi bây giờ chúng là một tập đoàn đang trong quá trình chuyển mình thì không thể tránh khỏi những cái quyết sách mà nhìn lại nó không hiệu quả nữa, thì chúng ta phải mạnh dạn gạt bỏ nó đi. Nó giống như những cái u cái nhọt. Yeah. Nếu chúng ta không mạnh dạn chịu đau, chúng ta cắt bỏ nó đi thì nó sẽ hàng ngày nó vẫn còn đeo bám, nó sẽ còn gây chúng ta nhức nhối trong cái thời gian suốt sau này. Đúng. Và đến sau cùng chúng ta vẫn phải cắt bỏ. Vậy tại sao chúng ta không mạnh dạn là cắt bỏ ngay từ cái lúc mà chúng ta thấy là nó không còn hiệu quả nữa, đúng không? Đó, và có một cái điểm này em nghĩ là cũng nhắc các nhà đầu tư cũng có thể là nhìn ở một góc độ khác, bởi vì là cùng một sự vật hiện tượng, nhưng nếu chúng ta có cái lăng con số 69 ấy đúng không, chúng ta nhìn ở một góc độ khác thì cái lăng kính của chúng ta nó sẽ cho ra một cái hình ảnh phản chiếu khác. Rồi. Đó, trong một cái giai đoạn mà tin xấu đến tiếp như thế này thì nó cũng chính là một cái cơ hội để cho các nhà đầu tư có thể kiểm sau chứng sau này, em biết là sàng lọc lấy thông đúng tin không? Từ đâu nó là đúng một không? Cái sự kiểm chứng đầu tiên, kiểm chứng về cái nguồn thông tin, kiểm chứng thứ hai về kiểm chứng về cái uy tín bản của chủ uy đầu tín tư. Thực sự của chủ đầu tư. Yeah. Và cái kiểm chứng thứ ba cũng là chính là kiểm chứng ở cái năng lực sàng lọc thông tin của mình, cũng là sàng lọc thông tin và cũng là cái khả năng giải quyết của chúng ta. Đúng rồi, theo em thì đây cũng là một cái cơ hội để mà phần nào đó là giúp nhà đầu tư là bình tâm lại. Rồi. và lại có những cái setup được, có những cái động lực, có những cái niềm tin mới. Đúng rồi. Để mà ra quyết định đầu tư. Nhiều khi những thông tin thì để chúng ta cái sự va đập của thông tin nó luôn luôn có. Đúng không? Thậm chí là trong các cái đài, trong cái truyền hình mà người ta có nói là để người ta quay theo giờ, người ta thông tin có sự kiện đúng theo tính chất của thời gian. Đúng không? Đấy thì câu chuyện đấy thì cũng vẫn quay lại rằng là chúng ta từ cái lượng thông tin ấy, chúng ta quan điểm của anh thì cũng vẫn là anh em mình phải cập nhật này, chia sẻ với nhà đầu tư, nhưng là từ thông tin chính thống. Chứ chúng ta không đi lấy những thông tin này cóp link hoặc cái gì đấy rồi là chia sẻ, nó không đúng. Đấy. Hai nữa là thông tin sẽ luôn luôn là để chúng ta ra quyết định phục vụ cho chẳng cái gắn kết của anh em mình là những người sale bất động sản chẳng hạn, bán những sản phẩm đẳng cấp, mình luôn luôn khát khao và mong muốn đưa đến là kết nối cho khách hàng những sản phẩm mà chiều sâu. Nếu là nhà đầu tư thì là cái những cái thương vụ mà có lợi nhuận, đúng không? Cái quản trị đồng vốn tốt, kỳ vọng lợi nhuận được đạt hiệu quả cao. Thế còn đâu nếu mà là ở thì nó là thật sự là nơi hạnh phúc ngập tràn. Mà bây giờ anh nói anh em ở đây hoặc là rất nhiều. Sợ đến bây giờ Vin những dự án 43, 46 tỉnh thành, đúng không? Và những điều Vin đã làm, hoặc anh em mình so sánh với những điều khác, mình thấy cũng là điều tuyệt vời. Hoặc là anh em phải tiệm cận đấy nhỉ, chẳng hạn là họ bắt tay với những tổ chức tài chính quốc tế này, hoặc là Vin được bác Vượng được Forbes vinh danh cơ mà, đúng không, sướng tên cơ mà. Đấy thì những cái đấy là niềm tự hào của dân tộc, và điều gì mình cũng sẽ hướng được anh em vậy thôi, nói gì nói chứ anh cũng hướng đến, ví dụ như anh em đang ở cao tầng đúng không, anh em cũng sẽ hướng đến thấp tầng đến liền kề đúng không, song lập đơn lập. Cái đấy là điều rất là mình nghĩ là hoặc là ai ở trong hệ sinh thái của Vin cũng đều muốn là gì, những cái tiện ích như là thật ra một thế hệ đầu tư cho tương lai, thì những trường đại học này, trường ngay từ mẫu giáo đã thấy là những điều tuyệt vời rồi đúng không, mẫu giáo này, đại học này, rồi là trung tâm thương mại, hoặc những điều Vin đang làm những điều kỳ tích, và chúng ta hãy có một cái niềm tin và chúng ta sàng lọc thông tin để cùng ra quyết định cho nó thật sự chuẩn xác. Năm nay anh thấy là về tiến trình và những thông tin mà đưa ra 6 tháng cuối năm ấy. Đấy, ngồi đây anh em mình đang ngồi thì cũng sắp hết năm rồi đúng không? Vèo cái. Đấy thì chúng ta cũng chuẩn bị đón nhận những luồng thông tin mới, những cái gì nó rất mới mà chúng ta đang phải kỳ vọng đây này. Đang phải kỳ vọng giữa một cái biến kinh tế nó rất là nhiều cái biến thay đổi, nhưng mà hãy chọn một cái gì đó mà cái gia tăng cái tài sản của mình, đúng không? Và gia tăng những cái mối quan hệ mà cái hay, gia tăng những cái luồng thông tin hữu ích. Đấy. Thì ví dụ như là Tâm thì với nhà đầu tư mới thì em có những cái gì tư vấn mà cảm thấy họ hài lòng, họ vui hơn không? Trong 2 ngày vừa qua thì em cũng có nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi và những cái ý kiến là tham khảo. Bởi vì thực sự là với những cái nhà đầu tư mới lần đầu tiên F0 tham gia vào cái
bất động sản của Vin. Thì khi họ tiếp nhận những cái thông tin mà tiêu cực từ nguồn thông tin không chính thống thì họ rất là dao động, họ rất là mất phương hướng. Đấy, thì họ cũng có nhắn tin và điện thoại cho em, họ cũng chia sẻ câu chuyện là thực sự là một cái tài sản đây này, tức là cái đầu tư vào một cái dự án của Vin này là một cái tài sản rất là lớn với họ. Cho nên là cái việc mà họ lo lắng và họ cần những cái thông tin chính thống rất là quan trọng, chia sẻ mà chính thống từ mình đúng không, có một niềm tin thì hơn. Những cái thông tin mà em chia sẻ vào thì cũng rất, nó nói ra thì rất là dài, nhưng mà chốt là một câu là em sẽ khuyên họ là giai đoạn này là giai đoạn mà phải vững tin đó, và những cái thông tin mà những cái mà anh chị đang lo lắng thì không phải là mỗi mình anh chị lo lắng mà có rất rất nhiều người lo lắng giống anh chị. Nhưng đó là những cái mà liên quan đến khách quan, đó là những cái liên quan đến cái vấn đề ngoài khả năng chúng ta có thể là chuẩn bị hay là điều tiết được. Thì bây giờ chúng ta thay vì chúng ta là cứ lo lắng những vấn đề mà không thuộc phạm trù của chúng ta thì chúng ta hãy tập trung vào công việc kinh doanh sản xuất, tập trung vào những nguồn thông tin chính thống, tập trung vào những cái gì nó là công khai minh bạch, chứ chúng ta không đi theo cái hướng kia. Đi theo hướng kia thì chỉ làm chúng ta thêm vân vân, thêm lo lắng, đang thêm đang kinh doanh bất động sản này sang sang test thuộc tính AI đúng không? Có em có những anh khách hàng mà họ đang kinh doanh, ví dụ như là có một khách hàng họ đang kinh doanh những cái mặt hàng là bán hàng qua mạng như chuyên hoặc đồ Nhật ấy. Đấy thì chị ấy nói với em câu chuyện là 2 ngày hôm nay là chị mất ăn mất ngủ, bởi vì là nó một cái tài sản quá lớn. Thì em cũng có động viên chị ấy là bây giờ nếu như chị mà đi theo cái hướng tiêu cực như vậy ấy, thì ngoài cái việc là chị không giải quyết được cái gì cho cái bài toán đầu tư của chị cả. Nhưng nó làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chị. Đúng rồi. Đó, thay vì thế chị cứ an tâm, thông tin thì chính thống là thông tin từ đầu tiên là từ phương tiện truyền thông chính thống, từ các kênh chính thống. Cái thứ hai là từ những cái sàn bán bất động sản uy tín. Và cái thứ ba từ những cái sale bất động sản mà gắn bó với dự án, chứ không phải là những cái sale mà đi làm cuốn chiếu mà xong dự án là đi chỗ khác. Đó thì đấy là những cách mà chúng ta ăn động viên và ăn gọi là xét lại cái tinh thần cho nhà đầu tư. Ok, và thật ra thì một số đâu thì không biết, chứ anh em mình gắn bó thì cũng vẫn luôn thấy giao dịch mà, đúng không? Những sự kiện của chủ đầu tư cũng như anh em mình, anh có khách mà anh cũng luôn luôn nhắn lại để người ta thấy rằng là mình là người chủ động. Ngày xưa họ đến với mình cũng qua 4.0 này chẳng hạn, nhưng đến bây giờ cũng thế, mình cũng phải có những cái gì đó là an tâm. Anh em nói chung là bán một cái sản phẩm, những cái gì đó nó là giá trị cao này, một cái thương hiệu uy tín này, cái sự chăm sóc và update thông tin, thậm chí là có những căn hộ ở dưới kia chưa lấy, anh em vẫn cam kết mà đồng hành cùng với nhau là đến sổ đỏ cơ mà, lúc khi còn trêu nhau là tân gia cơ mà, đúng không? Đang nhờ mấy người khi nhận nhà mình xuống, anh em quay ở đấy dưới đấy nhiều nhưng mà chưa có cái video là ngủ ở đấy, đúng không? Nhận nhà thật ra, hoặc là những cái điều gì, hoặc là đi đến công trường, em thấy không, tạo ra bao nhiêu công việc làm cho người lao động chứ, đúng không? Nói chung là 3K trên công trường lúc nào cũng sáng đèn, nhìn công trường ở Vin thì lúc nào cũng thấy yêu luôn. Và đến những cái khu đô thị mà xong rồi ấy, như Riverside này, Ocean Park 1 này, hoặc là Royal Northam City, nó là một cái ước mơ khát khao, không ai muốn sở hữu. Ok, em hy vọng là qua cái video này thì phần nào đó chúng ta truyền được cái thông điệp đến các nhà đầu tư, những cái khách hàng mà đang quan tâm đến dự án là hãy vững tâm và tin tưởng vào chủ đầu tư và tin tưởng vào những cái người môi giới mà như chúng em, đó là những người mà gần nhất với dự án, gần nhất với với chủ đầu tư. Đưa những, thật ra là ai vậy thôi, cần những thông tin sinh tiền, đúng không? Không cần những thông tin sinh sự, đúng không? Ok, cảm ơn mọi người, chào mọi người, hẹn mọi người ở trong các cái video tiếp theo.